Xin giới thiệu với các bạn, đây là loại bột ăn dặm dành cho bé. Mình mua con cưng, cũng từ bé từ 6 đến 24 tháng. Bé nhà mình được 6 tháng. Optimum Gold. Cái này là gạo cải xoăn, khoai lang giống Nhật. Cái này cũng là từ bột của các loại trái cây, các loại củ quả người ta nghiền ra các bạn. Này các bạn pha với lại cách pha này, các bạn có thể pha để cho trẻ ăn dặm nước ấm 50 độ C. Rồi sau đó các bạn rót nước ấm vào tô, lắc nhẹ từng muỗng, rồi khuấy đều cho đến khi bột mịn hoàn toàn. Ngoài ra thì mình có thể mua thêm cái này cho bé nhà mình là bánh gạo, bánh ăn dặm cho trẻ 6 tháng. Cái này cũng xuất xứ Thái Lan, hàng Thái Lan nè các bạn. Cái này đâu rồi, hồi nãy mình thấy xuất xứ của Thái Lan đây. Bánh gạo là 65 ngàn, bột dinh dưỡng là 85 ngàn. Rồi bột dinh dưỡng là cái này các bạn, 85 ngàn, lại 65 ngàn. Ngoài ra là mình có mua cho em bé nhà mình loại sữa này, thay đổi với lại cái sữa Morinaga đó. Đây là sữa Mama sữa non, Baby Gold, Baby A0 Gold. Cái này trong những video trước mình có giới thiệu với các bạn. Cái này dùng để thay đổi sữa non này, thay đổi với lại cái Morinaga kia. Khi bé mà uống nhiều quá thì bé ngán, thì mình thay qua, thay lại, đổi qua đổi lại cho bé đỡ ngán. Sữa này thì khi mà mình sanh ở bệnh viện đó, thì mình có hỏi bác sĩ, thì bác sĩ nói là mua cái sữa này rất tốt cho bé, tức là không thay thế được sữa mẹ, nhưng mà mình có thể sử dụng cái sữa này để bổ sung thêm, và mình cho bé uống từ đó tới giờ. Bé nhà mình hiện tại được 6 tháng và cũng đang sử dụng cái này. Mình mua ở các hiệu thuốc giá 170 đến 180. Bên trong của nó là từng cái nhỏ như thế này, bên trong là từng cái nhỏ như thế này. Mỗi gói như thế này các bạn pha được 40 ml, pha được 40 ml nha, mỗi gói như thế này. Tại có hướng dẫn nè, một gói Baby A0 thì pha được 40 ml. Đây các bạn có thể đọc thêm ở đây nha. Rồi nếu các bạn có thắc mắc hoặc là có những ý, có những loại sữa khác tốt hơn, các bạn có thể comment bên dưới nha. Tạm biệt các bạn.